Sau đây tôi sẽ giới thiệu sơ lược về cuộc đời sự nghiệp văn chương của cụ Đột. Nói đến cụ Đột Chiểu đó thì chống lại quốc gia còn thư để lại. Ngày xưa ông bà ta chống Pháp thì dùng vũ khí rất là thô sơ, tầm dông giặc nhọn, dao phai mắt chớp. Nhưng riêng cụ Đột cho đến năm 1900 mới tách ra tỉnh Bến Tre. Năm 1945 đổi vào đại ngự y học cụ Chiểu học chữ, học mỹ. Sau đó cùng mới quay về gia đình thi đậu quốc tài năm 1843. Đến năm 1846 cụ mới trở ra Huế một lần nữa để dự khoa thi hương vào năm 1849. Nhưng trong thời gian cụ chờ khoa thi đó, đột ngột cụ hay tin mẹ mất, cho nên cụ đành bỏ dở khoa thi để quay về chịu tác mẹ. Trên đường về vì cụ khóc thương mẹ, dòng cụ đi khóc thương đó. Và chính thời gian thì bệnh nhạc thầy thống đó cụ mới học thương kiểu. Cho nên sau này cụ mới lấy nghề của cụ đó mà giúp đỡ những dân cho đến cuối cùng cuộc đời. Sau khi trị bệnh đồng tử, mặc dù mất Yeah.